Xin chào các bạn, để tiếp tục với cái dự án đầu tiên thì ở đây mình đã chuẩn bị cho các bạn cái đề bài rồi Thì cái yêu cầu của đề bài như sau là hãy viết chương trình POC và HMI để điều khiển đèn giao thông theo chương trình sau Đèn 1 là sáng à, xanh 4 giây, vàng 2 giây, đỏ 6 giây Và đèn 2 là đỏ 6 giây, xanh 4 giây, và vàng 2 giây Các bạn chú ý là đèn xanh cộng đèn vàng, thời gian đèn xanh cộng đèn dạng vàng, nó sẽ bằng đèn đỏ nhé Đấy, còn ở đây thì mình ví dụ cho các bạn một cái mô hình đèn giao thông. Đấy, ở đây mình sẽ để cái đèn thứ nhất này. Đây mình sẽ để cái đèn thứ hai này. Đấy, khi mà đèn một là xanh này, đèn một xanh nhé, thì các phương tiện được chạy theo hướng này. Đấy, và đèn đèn hai xanh thì phương tiện sẽ được chạy theo hướng này. Rồi, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi thiết kế màn hình HMI nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái chương trình, mở cái phần mềm là GT Designer 2 lên, à, Designer 3 lên. Ở đây các bạn sẽ ấn vào tạo project này. Các bạn sẽ chọn những cái màn hình mà nó có độ phân giải to tí nhé. Mình sẽ chọn là 1024 x 768 GT27 luôn. Đấy các bạn chọn next này. Cái này chú ý các bạn chọn POCQ nhé. Mình mua phóng này thôi thì các mình có thể chọn là POCQ hay là FX cũng được. Rồi, Vậy là chúng ta đã có cái màn hình HMI rồi. Bây giờ nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ uh, tạo cái đường giao thông chứ nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Mình có các khối này. Các khối để mình vẽ này. Đấy thì mình sẽ sử dụng cái khối này nhé. Để mình vẽ này. Đấy thì ở đây nó có kích thước là 353 và 769 này. Cái này mình sẽ để là 70 cho nó tròn. Cái này mình sẽ để là 350. Ok sau đó các bạn click vào nó nhé thì nó sẽ hiện ra cái tùy chọn ở đây thì cái pattern này các pattern, pattern chính là cái mà nó chính là cái như kiểu là vật liệu hay là cái cái mà nó hiển thị đấy ở đây mình sẽ chọn ví dụ các bạn chọn hình này nhé thì nó sẽ hình hình chấm chấm này ở đây mình sẽ chọn không có gì và cái background color mình sẽ chọn để màu xám đi và cái light color mình không muốn có cái viền màu trắng này thì mình sẽ chọn cái viền này trùng với cái màu này 3 mươi 17 với 10 đúng không mình lại copy một cái nữa ra cái này thì mình sẽ chỉnh uh, 70, ngược lại và 350. Đấy nó sẽ là cái hình ngược lại này. Sau đó mình kéo dài cái này ra để cho nó thành cái đèn giao thông à, thành cái ngôi, cái đường. Tiếp theo là mình sẽ tạo bốn cái góc này. Bốn cái góc này mình sẽ cho nó kín đi. Đấy, bốn cái góc này thì uh, tương tự mình cái pattern thì mình uh, cũng chọn làm sao để cho nó nhìn nó vừa mắt thôi này dối quá đây mình sẽ lấy cái này đi và mình sẽ chọn màu, màu mình xem cái màu nào nhìn nó vừa mắt tí em hồng nhá em hồng cho nó nam tính nhá rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kéo ra các các hướng thôi mình sẽ kéo thằng này xuống tí đấy để cho thằng này nó mình kéo thằng này xuống tí này, đấy, ok, vậy là mình đã kéo được rồi. cái thằng này thì nói chung là nó hơi bị nổi ra bên này tí rồi Các bạn sẽ sử dụng các công cụ để cho nó, các bạn chọn chuột phải nhé và chọn stacking order này, move to front, move to front này, đấy thì nó sẽ move lên trên, cái này mình sẽ kéo lại một tí. Ok. Mình sẽ kéo thằng này lại tí nhá. Rồi, vậy là mình đã tạo xong cái uh, con đường chính và bốn cái góc rồi. Bây giờ mình sẽ tạo uh, những cái uh, đường uh, kẻ ngang nhá. Mình sẽ các bạn sẽ click vào đây này. Sau đó kéo như thế này. Đấy, đây là ví dụ như là cái sang đường hạn, like cái lưới các bạn chọn màu trắng nhá và cái background này pattern các bạn cũng chọn phim này background các bạn cũng chọn màu trắng này ok sau đó các bạn giữ chuột à, giữ control và kéo ra đấy thì mình sẽ kéo nhanh nhé sau khi kéo xong này thì các bạn sẽ chọn vào cái thằng đầu tiên này và cái thằng cuối có nghĩa nhé bạn phải sắp xếp cái thằng đầu tiên cái thằng cuối cùng này làm sao cho nó vừa vặn so với hai bên đường trước nhé sau đó các bạn ấn ship này để mình chọn tất cả này Đấy thì sau khi bạn chọn xong ở dưới thì nó có các tùy chọn này các bạn căn trên nhé cho mình nhé Sau là căn đều giữa hai bên này Đấy Tiếp tục là mình tạo một cái đường line đi nhìn cho nó đẹp mắt Rồi Ok bây giờ mình sẽ copy nhanh sang bốn cái hướng kia nhé Rồi sau khi kéo thả một hồi thì mình đã tạo xong cái Đèn cái đường rồi bây giờ mình sẽ insert những cái vật dụng ảnh vào nhé Thì các bạn sẽ chọn vào insert ảnh này sau đó ở đây thì mình có những cái bức ảnh này Sau đó là mình sẽ chọn vào cái đèn giao thông nhé Đấy đèn giao thông này Các ấn giữ ship nhé Và các bạn kéo để cho nó nó đều Nó sẽ không bị méo hình Đấy mình sẽ để bên đây một cái đèn này Tiếp theo là mình đè lên mấy cái cái đèn màu để để điều khiển được nhé để điều khiển được đèn giao thông thì mình phải là đè lên mấy cái cái nó có sẵn này thì mình sẽ tạo một cái các bạn chọn vào lam này bit lam này Đấy mình sẽ kéo ra này. Đấy thì các bạn sẽ kéo thằng này cho thằng này uh, cái chiều cao nó to em tí, ví dụ như là 55. 55 năm. Năm để nó thành hình vuông. Đấy chúng ta đèn lên rồi nhá. Các bạn cho nó xuống một tí để cho nó cân đối này. Ok. Tiếp theo là mình sẽ copy sang bên cạnh thôi. Đấy, vậy là mình đã xong được cái đèn giao thông cái này thì mình sẽ cho dịch vào tí. cho nó nhìn nó cân đối hơn thôi tạm thời mình cứ làm nhé xong rồi tí nữa mình uh, sẽ chỉnh lại uh, địa chỉ sau thì các bạn sẽ chọn vào đây này các bạn con can chân c can chân v sau các bạn kéo sang đây cái này thì uh, mình sẽ để cho nó dọc lên nhé đấy mình sẽ để như này thì cái này mình cần chỉnh lại cái lại thành một đứng thì mình sẽ insert một cái khác nhé các bạn sẽ chọn insert một cái đèn giao thông đứng này đấy sau đó các bạn kéo nó xuống mình sẽ cho nó nhỏ đi nhé bạn ấn shift này kéo cho nó nhỏ tí rồi sau đó là các bạn sẽ kéo những cái thiết bị của mình à kéo những cái đèn mình vào thôi thì mình sử dụng những cái nút chỉnh ở dưới này để chỉnh những cái khoảng cách nhỏ nhé còn màu sắc thì uh, tí nữa mình sẽ chỉnh sau rồi mình sẽ qua một cái đèn này nữa mình sẽ cho thằng này lên tí Đấy sau đó là các bạn có thể click vào cả ba thằng này để mình chọn cái cân đối này, căn tương tự với ba thằng này, mình sẽ chọn cái căn. Đây là căn trên. Ok. Vậy là mình đã tạo xong ba cái đối tượng đèn giao thông rồi. Bây giờ để mình xem còn cái đối tượng gì không. Uhm, hết rồi, chỉ còn cái xe thôi. Vậy là chúng ta đã tạo tương đối xong cái đèn giao thông rồi nhé. Bây giờ cái công việc tiếp theo là mình sẽ tạo cái path để mình mô phỏng. Mình ví dụ nhé, đối với cái một cái đèn này. Một cái đèn nhé, nó sẽ có hai trạng thái là on và off, đúng không? Thì với cái xe của mình, để mình mô phỏng được thì mình cũng cần cái trạng thái như vậy. Thì để tạo được trạng thái uh, thư viện của riêng mình ấy, thì các bạn sẽ vào phần project này. Bây giờ mình sẽ tạo thư viện cho riêng cái xe nhé. Các bạn vào project nhé, các bạn chọn path này các bạn chọn new này đấy tên nhé tên thì sẽ là k k một này k một này thì các bạn sẽ insert cái hình của mình vào đấy, ví dụ như là chạy ngang không? mình insert cái xe màu đỏ này vào nhé sau đó các bạn uh, thu nhỏ lại k s này vậy mình xong một cái thiết bị nhé k một này chặn tiếp theo này các bạn sẽ chọn cái thằng này là k 2 K1 với K2 là hai cái mình sẽ chạy ngang. Chạy ngang thì mình sẽ chọn cái thằng xe tải này. Đấy, K1 với K2 là hai cái chạy ngang này. K3 và K4 là hai cái chạy đứng. Chết rồi. Cái này mình sẽ rename nó đi. Cái này mình sẽ đổi tên thành K3 đi. K3 thì mình sẽ insert một cái xe chạy đứng. Đây sẽ đỏ này. Mình sẽ thu nhỏ lại. Ctrl mà không cần Ctrl Mình chỉ lưu trong dự án này thôi, sau này khi mà xong dự án thì mình sẽ lưu cả project luôn. Tiếp theo. Thằng này là thằng K4 này. K4 thì mình sẽ lưu cái thằng xe tải đứng này. mình cũng thu nhỏ thằng này lại ok mình đã có bốn phát rồi cái pass tiếp theo đây là bốn cái pass cho trạng thái mà mình chạy nhé còn là phát tiếp theo thì mình sẽ cho trạng thái là khi mà nó tắt đây là trạng thái không có gì thì cả bốn thằng này nó đều là có một trạng thái tắt là trạng thái không có gì như này nhé ok